Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đưa hội nghị thượng đỉnh G7 tới quê hương ông tại Hiroshima để thuyết phục các nhà lãnh đạo thế giới loại bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thay vào đó, các đồng minh của Mỹ dự kiến thảo luận về việc triển khai nhiều vũ khí hạt nhân hơn tới khu vực để đối phó với những thách thức chung. Nhật Bản muốn một thế giới không hạt nhân, nhưng quốc gia này có thể phải đối diện với cuộc thảo luận về tăng cường triển khai vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, giấc mơ bấy lâu của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về một thế giới không có vũ khí hạt nhân sẽ phải đối mặt với thực tế có liên quan tới những thách thức an ninh từ Trung Quốc, Triều Tiên và Nga. Họ đều là những nước láng giềng của Nhật Bản và sở hữu khoảng một nửa số đầu đạn hạt nhân của thế giới. Sự tương phản thậm chí còn đậm nét hơn khi các nhà lãnh đạo từ những quốc gia giàu nhất thế giới ngày 19 tháng 5 đã tới thăm công viên Hòa Bình, nơi từng là vùng đất số 0 của cuộc tấn công hạt nhân đầu tiên cách đây 78 năm. Và cũng là nơi bà Teruko Yahata, 85 tuổi, kể lại vụ nổ bom nguyên tử đã ném bà, khi đó mới chỉ là một cô bé 8 tuổi, văng xa 6 mét trước khi bà kịp nhìn thấy cả bầu trời sáng lòa và bất tỉnh. Giờ đây, bà Yahata hy vọng các nhà lãnh đạo G7 sẽ hành động để bãi bỏ hạt nhân. Tôi muốn các nhà lãnh đạo G7 nghiêm túc thừa nhận sự vô nhân đạo của vũ khí hạt nhân. Chúng là vũ khí có thể hủy diệt loài người. Tôi muốn họ cảm nhận rằng đó là những điều khủng khiếp và chúng phải bị xóa bỏ. Bà Yahata thường xuyên phát biểu tại các khu tưởng niệm của thành phố để nhắc nhở mọi người về sự hủy diệt hạt nhân, thông điệp mà bà hy vọng sẽ được gửi đến hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima lần này. Tuy nhiên, đằng sau những cánh cửa đóng kín, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về biện pháp mở rộng chiếc ô hạt nhân của Mỹ dành cho các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc, những quốc gia không có vũ khí nguyên tử của riêng mình. Những người ra quyết định ở các quốc gia Đông Bắc Á ngày càng lo ngại về khả năng dùng vũ khí hạt nhân để cưỡng ép trong các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Do đó, họ đã tăng gấp đôi khả năng phòng thủ độc lập của chính mình bên cạnh các liên minh với Mỹ. Bên cạnh những thách thức từ Nga, kho dự trữ đầu đạn và tên lửa ngày càng tăng của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các ngoại trưởng G7 khi báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm ngoái cho biết nguồn cung đầu đạn hạt nhân của Bắc Kinh đã vượt 400 và dự kiến đạt khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035. Triều Tiên cũng đang thử nghiệm các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được thiết kế để vươn tới lục địa Mỹ, cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi có đông quân nhân Mỹ đồn trú trong khu vực. Trong khi đó, các tuyên bố của G7 cũng thường nêu bật những lo ngại khác liên quan đến việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm cả tham vọng nguyên tử của Iran. Các nhà lãnh đạo G7 có thể sẽ cố gắng làm hài hòa lời kêu gọi giải trừ hạt nhân của ông Kishida và nhu cầu chống lại các mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng trên toàn cầu. Theo tôi, họ có thể sẽ đưa ra các thông điệp hướng tới các quốc gia như Nga và Trung Quốc rằng không nên sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào. Không phải ngẫu nhiên mà Hiroshima được chọn làm nơi tổ chức hội nghị lần này. Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima đã để lại ký ức không thể quên với người dân thành phố, cũng như với Thủ tướng Kishida. Với tham vọng hiện thực hóa một thế giới không có vũ khí hạt nhân, một trong những mục tiêu chính trị của mình, Thủ tướng Kishida cần khéo léo để thuyết phục được các nhà lãnh đạo G7 tìm một hướng giải quyết hòa bình hơn đối phó với những thách thức chung, cũng như đặt một điểm khởi đầu cho tất cả nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trong tương lai. Thưa quý vị, cách đây ít giờ thì các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, Nhật Bản, trong đó để ngỏ cánh cửa hợp tác với Trung Quốc và tránh leo thang căng thẳng giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhóm các cường quốc phương Tây và Nhật Bản. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh mong muốn quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Bắc Kinh, đồng thời phản đối các hoạt động quân sự hóa tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuyên bố nêu rõ, cách tiếp cận chính sách của G7 không nhằm gây hại cho Trung Quốc, cũng không tìm cách cản trở tiến bộ và phát triển kinh tế của Trung Quốc. Tuyên bố cũng khẳng định quyết tâm của các nước G7 trong việc giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về các chuỗi cung ứng nhạy cảm, đồng thời nhấn mạnh sự vững vàng về kinh tế, đòi hỏi hóa giải nguy cơ và đa dạng hóa, đồng thời cam kết giảm sự phụ thuộc thái quá vào các chuỗi cung ứng quan trọng. Về vấn đề khí đốt, các nhà lãnh đạo G7 tin rằng hoạt động đầu tư do nhà nước hỗ trợ trong lĩnh vực khí đốt có thể tạm thời phù hợp trong khi các quốc gia đang đẩy nhanh việc loại bỏ dần dần sự phụ thuộc vào Nga. Các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định cam kết lộ trình phi carbon hóa vào năm 2030 và cam kết mục tiêu đạt trung hòa khí thải trên lộ trình đến năm 2050. Liên quan đến vấn đề an ninh lương thực,
Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G7 cho biết, các nhà lãnh đạo kêu gọi tất cả các bên tham gia sáng kiến ngũ cốc biển đen tiếp tục và thực hiện đầy đủ sự vận hành trơn tru của thỏa thuận ở mức tối đa có thể và tới chừng nào còn cần thiết. Các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện để tiếp tục chuyển ngũ cốc tới những người cần nhất. Trung Quốc tuyên bố tẩy chay hội nghị G20 dự kiến được Ấn Độ tổ chức tại Kashmir, vùng lãnh thổ đang tranh chấp giữa New Delhi và Islamabad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối tổ chức bất kỳ cuộc họp G20 nào ở lãnh thổ tranh chấp và sẽ không tham dự hội nghị G20 tại Kashmir. Ấn Độ, quốc gia giữ chức chủ tịch G20 năm nay, vốn đã tổ chức một loạt cuộc họp trên toàn quốc trước thềm hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở New Delhi vào tháng 9. Hội nghị G20 về du lịch sẽ được tổ chức tại Srinagar, thủ phủ vùng Kashmir. Đây là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, hiện do New Delhi kiểm soát. Bắc Kinh và Islamabad đều phản đối New Delhi tổ chức hội nghị G20 ở khu vực này. Cũng trong ngày hôm nay, thì các công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống nước này. Chính thức vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 tới. Các cử tri Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bỏ phiếu lựa chọn một trong hai ứng cử viên là đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu. Tại vòng 1, dù dẫn trước đối thủ với tỷ lệ 49,52% với 44,88%, song đương kim Tổng thống Erdogan, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 20 năm qua, vẫn không thể vượt qua được ngưỡng 50% cần thiết để đắc cử ngay vòng 1. Khoảng 3,4 triệu công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đủ tư cách sẽ đi bỏ phiếu từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5. Cảnh sát bang Oregon Tây Bắc nước Mỹ ngày 19 tháng 5 thông báo ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở bang này. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 18 tháng 5 trên tuyến đường I-5 chạy qua bang Oregon Tây Bắc nước Mỹ. Một chiếc xe bán tải đã tông vào chiếc xe chở khách có 11 người bên trong. Vụ va chạm khiến 6 người bên trong xe khách tử vong ngay tại hiện trường. Nạn nhân thứ 7 được đưa đến bệnh viện, song cũng không qua khỏi. 4 người còn lại trên xe khách bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Trong khi đó, tài xế điều khiển xe bán tải không bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế điều khiển chiếc xe bán tải là ông Lincoln Clayton Smith, 52 tuổi. Ông này bị buộc tội lái xe khi đang say rượu và 7 tội danh ngộ sát, đồng thời phải đối mặt với cáo buộc lái xe ẩu và tấn công cấp độ 3. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.